nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, ở trong hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chúng ta quy tụ ở đây, chúng ta dâng lên Thiên Chúa Chủ Nhật thứ 15 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở nên môn đệ của Ngài. Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta với như tên gọi của chúng ta, với là Kitô hữu, là chúng ta biết ra đi rao nhận tin mừng. Như xưa Chúa Giêsu đã chọn gọi 12 tông đồ để đi rao giảng tin mừng. Rao giảng không chỉ bằng là lời nói, mà rao giảng bằng chính gương sáng của mình. Gương sáng đây chính là cái sự hiệp nhất, yêu thương. Cái sự gương sáng đây đó là chứng tỏ là cái tình yêu của Thiên Chúa hiện hữu trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong thời gian Covid hiện nay. Mỗi người chúng ta có thể là chứng nhân tin mừng của Chúa bằng đời sống của mình, qua cuộc sống hàng ngày. Thì trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta hãy nài xin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cứ tha mỗi lỗi lầm chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse, Bùi Văn Sáu, Vero, Nguyễn Thanh Phong, Maria Hoàng Thị Trứ và các linh hồn thai nhi. Huynh đoàn Ba Minh của Đình Tứ xin cầu nguyện cho các linh hồn hội viên đã qua đời và xin ơn khỏi bệnh, và gia đình cô Phương xin tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nơi chính đường ngay. Xin cho các những người xung
xưng mình là Kitô hữu, vì trên mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh địa của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò và chuyên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đoàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa. Ta đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thành ô uế và người truyền cho các ông đi đường. Đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng đi chân dép, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra khỏi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời dạy các con, thì hãy ra khỏi đó, vùi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, và các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chứ không biết rằng nếu các ông bà và anh chị em lưu một cái tên người nào đó vào trong cái danh bạ điện thoại của mình thì chúng ta đặt tên nào cho nó dễ nhớ, và chính cái dễ nhớ đó chúng ta liên tưởng người đó để rồi chúng ta có tiền, có dịp để mà liên lạc nó cách dễ dàng với Đức Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ người ta gọi thầy là ai, và có nhiều người đã trả lời một câu dứt khoát: ông này là tiên tri, ông này là kia. Nhưng Chúa Giêsu hỏi đích danh Phêrô: Phêrô, người ta nói thầy là vậy, còn anh gọi tôi là ai? Phêrô đã nói và gọi đích danh ngài là Đấng Mêsia, là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Và Đức Giêsu Kitô được gọi là Đấng Thiên Sai, và ngài đã xuống trần gian trở nên một người phàm cư ngụ giữa chúng ta, và ngài đã sống ở Nazareth, một gia đình nhỏ bé ở làng, và hàng ngày hàng tuần ngài đến trong hội đường ở Nazareth để rồi ngài đọc sách thánh. Như tuần vừa rồi chúng ta nghe tin mừng Chúa Giêsu vào hội đường, và Chúa Giêsu mở sách ra và Chúa Giêsu đã nói như là Đấng Thiên Sai, và ngài đã nói rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Và khi ở trần gian, Chúa Giêsu mời gọi mọi người cộng tác của cái sứ vụ Thiên Sai của ngài, và ngài đã chọn gọi các tông đồ khi bắt đầu hành trình rao giảng của ngài. Và chính Chúa Giêsu đã chọn gọi các ông và đào tạo các ông và sai các ông đi lên đường. Lên đường để làm gì? Để loan báo tin mừng cứu độ. Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Chúa Giêsu đã nói như thế với các môn đệ noi gương thầy mình. Các môn đệ đang noi gương thầy mình. Noi gương cái điểm gì đây? Noi gương chính là cái điểm mà ngài đã làm, đó là chữa trị các bệnh nhân, ngài đã đem lại ơn bình an, đó là một cái tình yêu tuyệt hảo mà ngài đã thực hiện nơi khi ngài ở trần gian. Và khi sau khi vĩnh cứu về trời, và ngài các vị từ xa đã nhớ lại những lời Chúa Giêsu giảng dạy, và lời tin mừng ấy nó như một lời dòng chảy lan rộng khắp hoàn cầu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đấy chúng ta nhìn lại coi, chính Chúa Giêsu đã chọn gọi những các môn đệ, không phải chọn gọi những con người tài giỏi, không phải chọn những con người hùng biện, nhưng chính Chúa đã chọn gọi những con người rất tầm thường, đó là những người trải lưới bình thường ở giữa mọi người. Và trong bài đọc một hôm nay, chúng ta thấy rằng chính Chúa đã chọn gọi tiên tri Amos. Ngài không phải là một người tài giỏi hùng biện, nhưng tiên tri Amos đã nói: tôi không phải là dòng dõi của ngôn sứ, mà là một người chăn chiên, và tôi chỉ là những người đi hái sung lượm. Nhưng mà Chúa đã chọn gọi ông,
và đưa ông đi ra để loan báo tin mừng. Và người đã đi và nói tin tri cho của ta cho dân chúng biết. Vâng, ông là quả là một tiên tri của người nghèo. Và ông đã nói và ông đã lên tiếng trong cái về mạnh mẽ về cái bảo vệ cho những người nghèo, những người bị bóc lột. Và ông đã kêu gọi dân chúng chống lại bạo lực, gian dối và mời gọi họ là trung thành với Thiên Chúa. Những lời của ngôn sứ Amos đã cho chúng ta thấy rằng ngôn sứ là bắt nguồn thiên chính Chúa đã chọn và chính Chúa đã gọi cho mỗi người chúng ta. Và các ngôn sứ là những người đi tải truyền ý của Thiên Chúa. Lời rao giảng của các ngôn sứ vừa là một lời động viên và một lời ngợi khen, và cũng là những lời chê trích, là những lời chê trách phê bình và những lời quả quyết để rồi mời gọi mọi người sống theo đường lối chính đạo. Những vị ngôn sứ không nhằm làm hài lòng con người và là chiều theo những khuynh hướng đam mê của họ, nhưng là làm vừa lòng Thiên Chúa và gìn giữ kỷ cương trật tự. Ngày hôm nay, Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng ta và sai mỗi người chúng ta đi để loan báo tin mừng. Chúa mời gọi không phải là nam hay nữ, Chúa không phải mời gọi những người già hay trẻ, mà Chúa mời gọi tất cả mọi thành phần Kitô hữu với mang danh hiệu là Kitô. Thì tất cả mọi người đều có ơn gọi ra đi loan báo tin mừng. Chúa đã chọn gọi, không phải là anh là phù hợp hoàn cảnh hay là anh là khôn ngoan, nhưng mà với quyền năng của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã chọn gọi chúng ta. Như Thánh Phaolô đã nói, nên là vinh dự cao quý của người Kitô hữu rằng chiếu theo thân ý của Ngài, Ngài đã tìm định cho chúng ta được phúc làm con Thiên Chúa qua nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang của Ngài, ân sủng của Ngài, để cho chúng ta được ơn cứu độ nhờ máu cứu chuộc của Ngài. Và khi chúng ta nhận ơn cứu chuộc của Thiên Chúa một cách nhưng không, thì chúng ta cũng phải biết đem ơn cứu độ của Thiên Chúa cho một người bằng cách nhưng không. Vâng, đó là lời mời gọi qua các ngôn sứ, qua các tông đồ. Thì chính trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi của chúng ta một cách thẳng thiết hơn. Đó, tin mừng không phụ thuộc vào những cái phương tiện, thời gian, không gian, và cũng không phải là do sức con người, nhưng là do ý Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ rất kỹ lưỡng. Không, người đã dạy các ông không phải là buông bỏ, để các ngài đã dạy khi đi rao giảng tin mừng không được mang điều này, không mặc được mang điều khác. Điều đó để nói lên con các môn đệ đi theo Chúa là một con người nhưng không, để rồi chính Chúa để hướng dẫn họ và mình có một cái cuộc sống thanh thoát hơn, buông bỏ đi, buông bỏ những cái phiền muộn, buông bỏ đi cái những đau khổ, buông bỏ những cái gánh nặng trên vai, để rồi cùng với Chúa Giêsu lên đường. Và chỉ có Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta, và khi đi rao giảng tin mừng thì chính Chúa là hành trang cho đời sống chúng ta. Đó là mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa, và Chúa cũng dạy cho mỗi người chúng ta phải có lòng kiên trì. Giống như ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong giai đoạn Covid-19 đang lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng chúng ta hãy kiên trì, chúng ta tín thác và chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện với chúng ta. Dẫu rằng chúng ta bị ngăn cách với xã hội, nhưng lòng chúng ta không ngăn cách với Thiên Chúa, lòng chúng ta không ngăn cách với anh chị em, qua những lời động viên, qua những lời hỏi thăm, qua những lời mà chúc phúc trên nhau. Đó là điều mà chúng ta khoảng cách xã hội, nhưng chúng ta không khoảng cách trong tâm hồn chúng ta. Đó là một cách nhỏ nhẹ để chúng ta khơi đi rao giảng tin mừng nơi anh chị em chúng ta. Và truyền giáo là nói về lòng nhân từ của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa. Truyền giáo cũng là chúng ta nói những điều cao siêu, nhưng mà chúng ta nói từ trái tim của chúng ta. Giống như
một đôi bạn trẻ yêu nhau. Và nói khi đã nói yêu nhau, người ta không còn dùng cái lý trí, mà chúng ta hãy biểu cảm cả một cái trái tim. Chính điều đó là điều mà Tin Mừng muốn mời gọi của người chúng ta hãy ra đi rao giảng Tin Mừng bằng chính trái tim của chúng ta. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, và mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ thì linh mục và nói với cái cộng đoàn phục vụ sau khi kết thúc thánh lễ, dẫu là online hoặc là chúng ta tham dự thánh lễ trực face to face với nhau, thì kết thúc thánh lễ thì linh mục luôn luôn nói một câu: lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Đó không phải là một lời là chào từ biệt, nhưng đó là một lời mời gọi. Linh mục thay Đức Giêsu, thay mặt Chúa Giêsu, vừa thay mặt giáo hội để sai chúng ta đi lên đường bình an. Mỗi người tín hữu chúng ta sau khi được mời gọi nuôi dưỡng bằng lời Chúa, mình Chúa, thì nay kết thúc thánh lễ thì anh em hãy lên Tin Mừng đấy với tất cả nghị lực chúng ta, để rồi chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng. Thánh lễ là một cuộc lên đường và là một cuộc khởi đầu với những năng lực đón nhận từ Thiên Chúa. Chúa đã tuyên bố rằng cho mỗi người chúng ta: tôi là ánh sáng trần gian. Và mới kết môn đệ, người cũng khẳng định rằng anh em là ánh sáng trần gian. Và lời Chúa vừa nhắc nhở đến danh dự của mỗi người tín hữu, vừa là gọi mời chúng ta hãy mang sứ vụ Tin Mừng ánh sáng nơi lòng cuộc sống bằng chính đời sống khiêm hạ yêu thương để loan báo Tin Mừng. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng và dâng lên kính thỉnh kinh. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục là những đấng kế vị các tông đồ được tràn đầy ân sủng, để Chúa Thánh Thần luôn hoạt động nơi các ngài, giúp các ngài bền tâm đi hành sứ vụ dù gặp chống đối, thử thách. Nhờ đó, lời rao giảng của các ngài được nhiều người đón nhận. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo
luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, luôn can đảm trước những thách đố mà hăng say loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amos không phải là ngôn sứ, nhưng khi Chúa đã chọn ông làm ngôn sứ để rao truyền danh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa trong bậc sống của mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong Đức Kitô chúng ta được trở nên tinh tuyển thánh thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người luôn cảm nghiệm được ân huệ nhưng không Chúa ban, để cả đời sống chúng ta chỉ dành riêng cho việc hiến thân phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân với lòng tri ân cảm tạ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp dân trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng nguyện xin Thiên Chúa có lời bầu cử của Mẹ Maria ban cho mỗi người chúng ta ơn bình an, và mong cho cuộc đại dịch Covid mau chóng qua, và chúng ta thinh lặng trong giây lát, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin riêng tư của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi và dành riêng chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng và ước nguyện thầm kín của từng người chúng con. Xin cho đời sống chúng con là lời tiên tri cảm mến qua việc sống khiêm tốn và phó thác, để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa ngài mẹ đất, chúng tôi cho ra rằng ban cho chúng con ban ngày là hoa màu rộng đất và lá cốt của con người chúng con, nhưng lên Chúa để trở nên ban trưởng xin cho chúng con. Chúng con Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, lạy Chúa ngài mẹ đất, Chúa đã đọc ban cho chúng con luôn này là sản phẩm tự kế nhau và làm công công con người chúng con, nhưng lên Chúa đẹp trở nên của thiên linh cho chúng con. Chúa công Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện như hy lệnh của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Thánh, Chúa là Thiên.
Lạy Chúa, cho thật là đơn thân là những mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dù ơn thân thần Chúa thân ba nhân tôi lên này để trở nên cho chúng con mình và mau đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi được quyền nộp mình chịu khổ hình về cầm lấy băng tạ ơn bè ra và cho cái muôn đề mà nơi tất cả cái con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì cái con. Cùng một thể từ ngày sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn cho các muôn đời mà nơi tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy mong cho ơn ơi và vinh cư sẽ đổ ra cho các con và những người được tha tội các con hãy làm điều này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trời và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nghiệm con Chúa trực tiếp và sống lại, chúng con như lên Chúa bắn trường sinh và trên cô đô đề ta ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng học thân cơ tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiên lại xin Chúa cho chúng con khi tâm phản được và mau đến Kitô để quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân lên hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thân trong đơn mến cùng với Đức Giáo và Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiện diện trong thân lễ này. Xin Chúa chấp nhận những ước nguyện ý nguyện mà chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt cầu nguyện cho các người nhà, người bệnh nhân trong giáo đoàn của chúng ta. Xin Chúa cùng nhận đến các linh hồn Maria, linh hồn Phêrô, linh hồn Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả đại diện như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhận đến anh chị em chúng con đang hiện trong niềm hy vọng sống lại của mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các bạn quý thuộc chúng con đã lên trần tâm tình thương của Chúa. Xin cho hệ thầy được mở hương hay sang tôn danh Chúa. Chúng con lại xin Chúa thân sâm tất cả chúng con cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời. Cùng với lên trên đường Maria mẹ Thiên Chúa, thân cả như xe và các thân đứng trên đường, các thân tông đồ, các thân tự đa Việt Nam và toàn thể các thân đã sắp đem lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người và mọi nhân dân và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cụ thể và theo thể đơn người dạy chúng ta dâng nguyện rằng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa hiện diện đứng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn.
khăn đặc biệt này và hợp nhất theo thân ni chưa hạnh sắc và hiền trinh muôn đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đỡ ơn với đây chưa trở cùng bà và con bước la hơn mọi người nữ. Giêsu con lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là ngày có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria đợi em với đây chưa trở cùng bà và con phước là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là ngày có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria đợi em với đây chưa trở cùng bà và con phước là hơn mọi người nữ và Giêsu con
ba lòng và một phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ chúng tử. Amen. Xin lòng Maria để với đây chưa trẻ cùng bà bạn có phước là mọi người nữ và Giêsu ba lòng và một phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ chúng tử. Ba lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ chúng tử. Amen. Mừng Maria để với Đức Chúa Trẻ cùng bà có phước là mọi người nữ và Giêsu ba lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ chúng tử. Amen. Sáng nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có sơ vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một lần nữa xin gửi lời đến quý ông bà và anh chị em, đặc biệt trong giai đoạn hôm nay là Covid, giúp cho mọi người chúng ta xa cách nhau nhưng mà chúng ta đừng xa lòng với nhau. Chúng ta nên nâng đỡ nhau trong những hoàn cảnh, lời nói, việc làm của chúng ta. Kính chúc quý ông bà và anh chị em có một tuần với nhiều ơn của Thiên Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong cho anh chị em ra về bình an. Chúa chúng con theo hỏi sự hữu. Amen. Hãy là thanh trai tình Đức Chúa Giêsu.